sẽ chẳng có bất cứ một cái sản phẩm nào mà không có những cái thành phần mà đánh vào cái vấn đề trị mụn, mà dám khẳng định trị mụn hết. Nếu mà lỡ có cái trường hợp đó xảy ra thì chỉ là bốc phét mà thôi. Huống hồ chi thâm mụn là một trong những cái vấn đề mà nó cứng đầu. Mình dùng treatment sâu nặng, nồng độ cao rồi đụng tới bill biết này kia, mà đôi khi nó còn chưa thấy gì nữa. Ở đó mà những cái thành phần chiết xuất từ thiên nhiên như thế này mà các bạn muốn thấy kết quả liền liền ầm ầm thì có hơi ngáo không vậy? Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vi. Và video clip ngày hôm nay là một video clip dành cho các anh em da dầu đang đau đầu vì thâm mụn, nhưng những cái con thâm mụn đó lại nằm trên một cái nền da cực kỳ nhạy cảm, mỏng yếu, thậm chí là da nổi mạch máu, không sử dụng được những cái sản phẩm chứa những cái thành phần treatment sâu sắc một tí như là BHA, AHA, retinol, tretinoin hoặc là bilbiết gì luôn. Ok, lúc này cũng không sao, đừng nghĩ là số mình quá nhỏ, chắc là sẽ không bao giờ đụng tới những cái treatment để cải thiện thâm mụn, để cải thiện được da, rồi đâm ra nản, bỏ bê da, để da thâm thúa, be bét luôn. Không sử dụng được cái này thì sử dụng cái khác thôi, có gì đâu bộ. Những cái thành phần treatment mà hơi nét một tí mà các bạn không sử dụng được á, thì bắt buộc mình phải đao xuống một tí xíu. Mình đụng tới những cái thành phần mà cũng có khả năng trị thâm mụn, những cái thành phần chiết xuất từ thiên nhiên, cây cỏ hoa lá, chẳng hạn như điển hình là rau má. Rau má thì từ lâu nó rất là ổn trong việc chữa lành những cái tổn thương và phục hồi da. Bên cạnh đó thì nếu mà các bạn sử dụng lâu dài, các bạn sử dụng kiên trì thì các bạn sẽ thấy rau má còn mang lại cái công dụng trị thâm trên da của bạn khá là ổn. Tuy nhiên thì như Vi đã chia sẻ ban nãy, rau má vẫn có khả năng trị thâm và làm đều màu da, nhưng nó hơi chậm một tí xíu. Nên rau má đặc biệt dành cho các phân khúc không những đối với các bạn có một cái làn da nhạy cảm, mà bên cạnh đó còn phải có một cái lòng kiên trì, nhẫn nại. Rau má thì trên thị trường làm đẹp hiện nay nó khá là phổ biến và được áp dụng trong những cái sản phẩm skincare khá là nhiều. Đặc biệt nhiều nhất là các sản phẩm skincare của Hàn Quốc, cực kỳ nhiều luôn các bạn. Đôi khi những cái sản phẩm mà chiết xuất từ rau má của Hàn Quốc nhiều quá mà mình làm mình hoang mang, mình không biết là mình sẽ chọn cái nào cho hợp lý. Đối với một cái làn da vừa dầu, vừa mụn, vừa nhạy cảm, vừa thâm mụn, và trong lúc sử dụng test những cái sản phẩm có chiết xuất rau má thì mình có thử sử dụng cái serum Karyophy Botulaca Ampoule này. Thực sự với mọi người là cái này chỉ tình cờ thôi, chứ ban đầu thì cũng không có kỳ vọng gì nhiều, tại vì nghĩ là trời, ba cái thành phần chiết xuất từ thiên nhiên này nó không có treatment gì thì hiệu quả ở đâu ra. Và Vi cũng thử sử dụng, Vi sử dụng em này chung với những cái sản phẩm treatment khác tuần 1, tuần 2, tuần 3 thì Vi thấy là những cái vết thâm của mình nó có cải thiện. Và lúc đó là Vi nửa ngờ nửa tin, tại vì như Vi nói là Vi sử dụng em này chung với những cái sản phẩm treatment khác, chẳng hạn như là BHA, AHA, thì Vi thấy nó có kết quả, nó mang lại kết quả trên da của Vi. Lúc đó Vi thật sự không biết là do hiệu quả của em serum Karyophy này, hay là do những cái sản phẩm treatment đó, hay là do khi mà Vi kết hợp em này chung với lại BHA, AHA. Đó, thật sự là Vi không xác định được lúc đó luôn. Vi bắt đầu Vi quyết định là sẽ sử dụng em này riêng biệt để Vi xem xét là cái sản phẩm này nó có khả năng thật sự trong cái vấn đề cải thiện thâm mụn hay không. Tại sao Vi lại ngờ vực em này và tại sao Vi phải test em này riêng trước, thì bây giờ mọi người cùng đi vào cái thành phần của em này chung với Vi ha. Đầu tiên là trong em này có chứa 89,15% chiết xuất từ rau sam. Thì rau sam á là một cái thành phần từ lâu chắc là sau này nó cũng sẽ nổi ngang ngửa rau má. Bắt đầu Vi đã thấy là rau sam được áp dụng rất là nhiều trong những cái sản phẩm skincare làm đẹp để cải thiện những cái vấn đề kích ứng nè, rồi làm dịu da và hỗ trợ chống lão hóa. Tiếp theo thứ hai, thành phần chính là thành phần chiết xuất từ rau má. Thì rau má như ban nãy Vi có share với mọi người, công dụng lớn nhất của nó vẫn là cái công dụng phục hồi da, giảm những cái tổn thương và làm lành nhanh vết thương. Còn về cái vấn đề mà trị thâm mụn thì các bạn phải thật sự sử dụng lâu dài thì các bạn mới thấy được cái công dụng trong cái vấn đề trị thâm mụn trong rau má. Khi mà Vi nhìn vào cái bảng thành phần của em serum Karyophy này, nếu mà Vi chỉ thấy hai cái thành phần rau má, rau sam cùng với những cái thành phần cấp nước thì Vi sẽ vứt liền, Vi sẽ không tiếp tục sử dụng. Nhưng thật may ô lại trời là trong sản phẩm này có
cồn mọi người. Rất là may mắn thành phần cồn đã đặt để trong em này đúng lúc, đúng thời điểm luôn. Trời ơi, đọc tới cái thành phần cồn một cái Viên nhẹ lòng dã man luôn mọi người. Tại vì cái đặc tính cồn có cái khả năng là làm se, làm ngăn ngừa mụn và làm khô còi mụn. Và nói thiệt với mọi người nha, về cái thành phần rau má và rau sam á, nếu mà đứng một mình và không có ẹt cồn vào á thì nó sẽ không có đủ đô trong cái việc là cải thiện tuyến dầu nhờn, ngăn ngừa mụn cũng như là hỗ trợ giảm mụn đau thật sự luôn. Và quan trọng một điều á là cồn trong bản thành phần của em này á chỉ duy nhất một chữ alcohol, có nghĩa là mình cũng không biết là cồn béo hay là cồn khô, nhưng với cái khả năng kiềm dầu cũng như là hỗ trợ se ổn trong em này thì mình mạnh dạn đoán cồn trong em này là alcohol denat, có nghĩa là cồn khô. Sẽ chẳng có bất cứ một cái sản phẩm nào mà không có những cái thành phần mà đánh vào cái vấn đề trị mụn mà dám khẳng định trị mụn hết. Nếu mà lỡ có cái trường hợp đó xảy ra thì chỉ là bốc phét mà thôi. Và được một cái là tuy vậy khi mà mọi người thoa cái sản phẩm này trên da thì mọi người không hề nghe bất cứ một cái cảm giác châm chích hay là khó chịu hay là rát da gì hết. Nên là cái đặc điểm này Vi lại càng mạnh dạn đoán là cồn trong cái thành phần này nồng độ không quá cao, không gây kích ứng cho da. Nhưng mà nói nè, phải thực tế nha, cái gì cũng có cái giá. Cồn trong cái sản phẩm này vừa phải cộng với những cái thành phần chiết xuất từ thiên nhiên như là rau má, rau sam, và bên cạnh đó thì không có bất cứ một cái thành phần treatment nào khác. Thì khi mọi người sử dụng á, không biết vì sao nhưng mà đối với Vi á, nó vẫn mang lại kết quả, nhưng mà nó sẽ khá là chậm và sẽ cần có một cái khoảng thời gian dài hơn là những cái sản phẩm có những cái thành phần treatment khác. Đó, thì khi mà sử dụng cái sản phẩm này các bạn phải thật sự là đầm tính và kiên trì thì mới thành công đối với những cái làn da mà có những cái vết thâm mụn và đang nằm trên cái nền da mà mỏng yếu nhạy cảm á mọi người. Sâu sát hơn là để gọi em này có khả năng cải thiện thâm mụn nhanh trong vòng 1-2 tuần hay không thì không, không thể mạnh miệng phán như thế được. Huống hồ chi thâm mụn là một trong những cái vấn đề mà nó cứng đầu. Mình dùng treatment sâu nặng, nồng độ cao rồi đụng tới bill biết này kia mà đôi khi nó còn chưa thấy gì nữa. Ở đó mà những cái thành phần chiết xuất từ thiên nhiên như thế này mà các bạn muốn thấy kết quả liền liền ầm ầm thì có hơi ngáo không vậy? Ok chốt, thì đối với Karyophy Botulica Ambo Serum này có khả năng trị thâm mụn, hỗ trợ trị mụn và ngăn ngừa mụn tái phát, đặc biệt dành cho các làn da đang nhạy cảm, yếu ớt, mỏng manh mà muốn sử dụng theo một cái chu trình kiên trì lâu dài, gọi là chậm mà chắc, miễn sao vẫn mang lại kết quả, không gây kích ứng, có chậm xíu cũng được. Thì đối với một cái sản phẩm không chứa hương liệu, không chứa paraben và thành phần cồn được đặt để đúng nơi quy định như em serum Karyophy này, đối với những gì mà Vi cảm nhận được thì cái tỷ lệ kích ứng trong em serum này á khá là thấp và hầu như là không có. Và được một cái là giá khá là rẻ nữa mọi người. Bình thường thì dưới 350.000 và những lúc sale như thế này nè nha thì chỉ dưới 250.000 thôi. Các làn da dầu nhạy cảm hay kích ứng với những cái thành phần treatment có thâm mụn hay là muốn ngăn ngừa mụn mới xuất hiện thì mình có thể thử sử dụng em này ha. Ok, thì trong video clip này Vi cũng sẽ giveaway cho ba bạn may mắn, mỗi bạn sẽ trúng được một em serum Karyophy. Đây, thể lệ giveaway cũng như là thông tin chi tiết về sản phẩm của em này và link pick up sản phẩm uy tín serum Karyophy thì các bạn có thể check bên dưới phần comment hay là phần mô tả. Vi sẽ bơm lên cái phần comment bên dưới cũng như là phần mô tả, Vi sẽ note lại đầy đủ hết cho các bạn có thể tham khảo ha. Ok, thì trải nghiệm cái em serum Karyophy này như thế nào thì Vi cũng sẽ share cho các bạn như thế đó. Vi hy vọng là cái video clip này sẽ mang lại cho các bạn những cái điều thực tế và bổ ích. Đừng quên để lại một subscribe, đăng ký channel của Vi, cái nút đỏ đỏ như là cái màu áo của Vi bên dưới đây, để Vi có nhiều động lực hơn nữa và ra các video clip tiếp theo cho mọi người xem nha. Ok time, và chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video clip tiếp theo rồi. Bây giờ thì bye bye và see you next video mọi người.